Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, đã bao giờ các bạn tự hỏi khi nào thì may mắn sẽ đến với mình hay không? Hoặc là biết đến bao giờ thì mình mới trở nên giàu có hay là chưa? Tôi chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã thầm nghĩ đến cái điều này, thậm chí không phải là một lần, mà là hàng trăm, hàng ngàn lần. Và có một cái tin vui cho các bạn là câu hỏi trên hoàn toàn có lời giải đáp. Theo các chuyên gia tử vi học, có những cái dấu hiệu bỗng nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, nhiều người thường không mấy để tâm, nhưng thực chất đây lại là những điềm báo thần tài gõ cửa, tài lộc vận may sắp ùn ùn kéo đến. Nếu thấy bản thân hoặc những người xung quanh có những cái dấu hiệu dưới đây thì xin chúc mừng các bạn. Bạn có thể may dần cái túi ba gang để đựng vàng bạc ngay còn kịp. 9 dấu hiệu là điềm báo may mắn sắp đến với bạn. 1. Sắc mặt và thần thái bừng sáng. Quý vị thân mến, sắc mặt và thần thái của một người không chỉ giúp họ nhận ra được cái tình trạng sức khỏe mà còn có thể biết được cái vận may trong tương lai như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng với phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên tối sầm lại, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung là cả gương mặt thì đều là tái nhợt một cách bất ngờ. Tuy nhiên, sau một đêm ngủ dậy mà bạn bất chợt cảm thấy sắc mặt dần dần thay đổi, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương thì cảm thấy một sức sống mãnh liệt đang tỏa ra, thì xác định bạn sắp được nhiều cái cơ hội may mắn trong thời gian sắp tới. Những đặc điểm này cho thấy tâm trạng bạn đang dần tốt lên và cơ hội tốt đang chờ bạn ở trước mắt. Chỉ cần các bạn dũng cảm tiến lên phía trước và nắm bắt thì có khả năng cao sẽ được khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Thứ hai, mắt trái giật liên hồi. Quý vị thân mến, xét về cái góc độ tâm lý thì bất kể mắt trái hay là mắt phải bị giật thì mọi người đều cho rằng bạn bắt đôi mắt làm việc quá nhiều dẫn đến đôi mắt bị mệt mỏi. Nhưng khi xét về mặt thần học thì cái việc mắt giật liên hồi có ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt, nếu đột nhiên bạn cảm thấy mắt trái giật liên hồi có nghĩa là may mắn đang tiến đến. Không cụ thể là việc gì, nhưng mọi thứ các bạn bắt tay vào làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Có khả năng bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để bạn xây dựng cái sự nghiệp vững chắc. Hoặc cũng có khả năng bạn sẽ gặp được một cơ hội có 102 để làm giàu. Hay là sẽ gặp được một nhân duyên tốt để các bạn sớm có được cái cuộc hôn nhân viên mãn. Thì nhìn chung, cái biểu hiện mắt trái nó giật liên hồi, nó báo hiệu cái sự may mắn. Nên các bạn cứ chuẩn bị cái tinh thần để đón nhận mọi thứ. Thứ ba là lông tơ trên nốt ruồi nào đó dài ra một cách bất ngờ. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể mỗi người thì đều có sự liên quan đến cái sự giàu có, sự nghiệp và hôn nhân khác nhau. Hình dáng nốt ruồi cũng có nhiều loại, nhưng nếu trên nốt ruồi mà có một lông tơ ấy, thì đó là cái hiện tượng rất hiếm hoi. Nếu lông tơ trên nốt ruồi nào đó trên cơ thể đột nhiên dài ra một cách bất thường thì đó là cái dấu hiệu của sự giàu có và may mắn trong tương lai gần. Những người có đặc điểm này thì thường sẽ gặp nhiều cái cơ hội tốt đẹp trong công việc. Mọi kế hoạch chuẩn bị thực hiện trong thời gian ngắn sẽ suôn sẻ và thuận lợi một cách bất ngờ. Không những thế, tài vận của những người này cũng có những cái chuyển biến tích cực, có khả năng làm giàu chỉ sau một đêm. Thứ bốn là khi tay thế rộn ràng và náo nức. Đó là cái dấu hiệu chắc chắn rằng tiền bạc sắp đến với bạn. Theo quan niệm chung, khi bàn tay trái rung lên, rộn ràng ấy, thì bạn có thể sắp trúng số hay là có một cái khoản tiền nào đó từ trên trời rơi xuống. Bàn tay phải rung lên thì bạn sẽ có tiền mà do chính tay mình làm ra. Và ngược lại, nếu lòng bàn tay phải bị ngứa thì bạn sắp phải chi tiêu khá lớn. Và nếu lòng bàn tay trái mà ngứa thì bạn sắp có niềm vui hay là có cái vận may lớn được lộc trời cho. 5. Rơi làm tổ trong nhà. Quý vị thân mến, đây là một trong những cái dấu hiệu mạnh mẽ dự báo về cái tiền bạc và vận may sẽ đến với bạn một cách bất ngờ. Theo người Trung Quốc ấy, thì rơi gọi là biểu tượng của sự giàu có, của sự dồi dào. Chúng ta thường thấy trên các mô hình tròn ấy, gồm 5 con rơi đó, gọi là ngũ phúc, là một trong những cái biểu tượng thiết kế rất được phổ biến, được sử dụng trong các đồ nội thất, tranh vẽ hay là những đồ phong thủy để trấn trạch. Bởi người xưa tin rằng con rơi chỉ làm tổ ở những nơi đất tốt lành, vì rơi có thể ngửi được những nơi có khí tốt. Nếu các con rơi mà bay đến làm tổ dưới mái hiên nhà bạn thì điều này báo hiệu niềm vui, sự may mắn sắp tới với bạn. Bên cạnh loài rơi thì theo dân gian, bướm bay vào nhà cũng có ý nghĩa là bạn gặp được nhiều cái điều may mắn sắp tới và được quý nhân phù trợ. Nếu con bướm vào nhà có màu sắc tươi sáng thì mang lại tin tốt liên quan chuyện tình cảm, nhân duyên. Còn nếu con bướm màu xám, màu đen ấy, thì là được quý nhân mang đến những cái tin vui trong công việc hoặc nghề nghiệp. Các bạn cũng đừng nỡ xua đuổi những con bướm hoặc bắt hay là vô tình giết nó. Điều đó sẽ làm giảm vận may của các bạn. Thứ sáu là chó lại chạy vào nhà. Quý vị thân mến, khi ai đó mang đến cho bạn con chó như một cái món quà, hoặc nếu một con chó lạ lạc vào nhà thì các bạn hãy chào mừng nó vì đó là cái điều tốt lành may mắn. Người ta cho rằng một con chó vào nhà là cái dấu hiệu của sự thuận lợi vì nó có nghĩa là bạn sẽ có thêm những người bạn trung thành giúp bạn vượt qua những cái trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có và bảo vệ, chó màu vàng thì mang lại cái sự thịnh vượng, hạnh phúc.
còn chó màu trắng thì mang lại cái tình yêu và sự lãng mạn. Thứ bảy là mèo vàng vào nhà. Quý vị thân mến, mèo không phải là loài vật mang lại cái may mắn, thậm chí nó còn là dấu hiệu của sự xui xẻo. Tuy nhiên, nếu mà được mèo vàng vào nhà thì lại khác, bởi nó sẽ đem lại cái may mắn cho bạn. Nhưng mà nếu thấy mèo đen hoặc là mèo trắng ấy, thì người ta thường xua đuổi đi vì chúng được cho là có thể mang lại cái sự ám muộn, cái sự xui xẻo, cái sự chết chóc đến với gia đình. Thứ 8 là gặp rắn. Quý vị thân mến, nếu bạn vô tình gặp loài bò sát này thì các bạn hãy chờ đón những điểm may mắn sắp đến với mình. Khi gặp rắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ và những điều tuyệt vời khác trong cuộc sống. Dù tín ngưỡng hay là không ấy, thì rắn vẫn là một con vật mà nhiều người không dám giết hại, bởi nó gắn liền với các niềm tin về tâm linh. Loài vật này không hại người và sẽ bỏ đi nếu mà nó ý thức được cái sự có mặt của con người. Đặc biệt, rắn không tấn công bạn nếu mà không cảm thấy bị đe dọa. Thứ 9, khi có ai đó cho tiền bạn. Quý vị thân mến, đây là một trong những cái dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về mặt tiền bạc. Cái ngày may mắn thường được xem là cái ngày rằm ngày mùng 1 trong tháng, hay là những ngày mà hợp tuổi, hợp mệnh với bạn. Tiền có thể được giao cho bạn theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể là một ai đó trả nợ cho bạn, hoặc người nào đó đem lại cho bạn một cái tin tốt lành, tin có lợi cho những dự án trong công việc của bạn. Đó cũng chính là cái niềm tin đằng sau các truyền thống lì xì, lấy may vào những dịp đầu năm, đặc biệt là ngày rằm tháng giêng, còn được xem là ngày của phép lạ. Do đó, tiền mà nhận được vào những ngày này thì luôn được coi là tiền may mắn. Quý vị thân mến, không chỉ có những cái dấu hiệu cụ thể ở ngoài đời thực, mà ngay cả trong giấc mơ thì bạn cũng có thể nhận được những cái điềm báo về sự may mắn của mình trong tương lai. Bởi cái sự soi chiếu theo góc độ tâm linh thì giấc mơ chính là cái nơi phản ánh về một phần cuộc sống của bạn ở trong thế giới thực tại. Nhiều người thường thấy trong giấc mơ mình sống ở một không gian lạ lẫm, đang làm một cái công việc khó hiểu và thấy gặp được những người nào đó không quen biết. Thì khi đó các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các dấu hiệu này. Rất có thể đó là vận may hay quý nhân của bạn đang sắp tới. Nếu mà thường xuyên gặp những cái giấc mơ này thì đó là cái báo hiệu của việc bạn sắp giàu sang, gặp được cái cơ hội làm ăn lớn trong công việc. 1. Mơ thấy rắn. Giải mã giấc mơ mơ thấy rắn thì cho biết cái điều đó đồng nghĩa với việc là cái tài lộc của bạn sắp trở nên dồi dào hơn, thậm chí bạn sắp liên tiếp gặp được vận may về tài chính. Thì ngoài ra, nó còn cho thấy bạn sẽ có cơ hội tiến xa hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Nếu bạn đang có một cái thương vụ làm ăn lớn, có ý định kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ nào đấy, thì hãy bắt tay vào làm ngay, vì giấc mơ này báo hiệu rằng bạn sẽ có những cái thành tựu ngoài mong đợi và lợi nhuận đang rất lớn chờ đón bạn. 2. Mơ thấy mình giữa đại lộ. Quý vị thân mến, nếu bạn mơ thấy một con đường rộng, đẹp, thì bạn sẽ sớm đón nhận được những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Một con đường thênh thang trong giấc mơ cũng báo hiệu những cái thuận lợi sắp đến trên con đường công danh sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng là cái điềm báo đầy may mắn rằng bạn sẽ có những người tốt ở bên cạnh hỗ trợ hết mình để vượt qua những khó khăn và đạt được thành công một cách mỹ mãn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. 8. Mơ thấy hoa quả cây cối. Thưa quý vị, nếu bạn mơ thấy mình lạc vào một cái khu vườn nhiều cây trái thì đây là một cái dấu hiệu tài lộc sắp gõ cửa nhà các bạn. Đây đích thị là một cái giấc mơ báo hiệu tiền của. Những cây to tán rộng thì chắc chắn bạn sẽ sắp phát tài, làm ăn thì gặp thời, mọi điều thì được suôn sẻ như ý. Nhưng nếu mà bạn đang làm ăn buôn bán mà mơ thấy cây bị khô héo, bỗng nhiên gì đâm chồi nảy lộc, thì cơ hội kiếm tiền của các bạn đang đứng ở phía trước chờ đón bạn. Đặc biệt là khi mà cái loại quả mơ thấy là quả táo ấy, thì càng có cơ hội phát tài phát bạc. Nếu quả táo chín mọng thì bạn có khả năng trúng số và có nhiều cái điều may mắn liên quan đến cái việc tài chính trong sự nghiệp cũng như là trong công danh của mình. 4. Mơ thấy cá vàng đang bơi lội. Quý vị thân mến, hình ảnh cá vàng đang bơi lội uyển chuyển cho thấy cuộc sống an nhàn và thoải mái. Vì thế, đây được xem là cái giấc mơ may mắn về tiền bạc. Những cái giấc mơ về những chú cá vàng đang bơi lội điểm báo cái sự may mắn sắp xảy ra. Vì thế, các bạn hãy sẵn sàng đón nhận. Cái số lượng cá vàng nó tỷ lệ thuận với cái vận may và có ý nghĩa càng nhiều cá vàng thì càng may mắn. Nếu mà người nằm mơ mà đang tìm việc mà mơ thấy cá vàng thì cái điều này sẽ có cái dấu hiệu cho thấy bạn sắp tìm được cái việc mới thuận lợi hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội như vậy nếu nó xuất hiện. Nếu người nằm mơ là những người đang kinh doanh làm ăn thì chứng tỏ sắp tới công việc của các bạn sẽ thuận lợi, doanh thu cao, nó đổ về dồn dập. Cái việc làm ăn cũng vì thế mà tăng lên như diều gặp gió. Thứ 5 là mơ được đốt pháo. Những ai mà đang độc thân, chưa tìm được một cái nửa kia thì sẽ có cơ hội tìm được cái người trong mộng khi mà mơ thấy mình đốt pháo. Pháo là cái hình ảnh vui tươi, rực rỡ, cũng là cái điềm báo bạn có cơ hội rất cao thoát cái đời độc thân.
tận hưởng cuộc sống mới khi mà có một nửa yêu thương và chăm sóc mình. Nếu bạn đang mải miết tìm cái công việc tốt hơn, phù hợp hơn mà chưa tìm thấy, thì nay có những cái tín hiệu đáng mừng là dễ dàng nhận được chỗ làm mới rất là tốt, với điều kiện làm việc thuận lợi và ai cũng phải mơ ước. 6. Mơ đi mua quan tài. Quý vị thân mến, nếu trải qua một giấc mơ mình đang đi mua quan tài thì các bạn chớ vội lo lắng vì đó là cái dự báo tốt. Người xưa quan niệm quan tài là rất đắt tiền, không phải ai cũng có điều kiện để mua, nên mơ rằng mình có thể mua được cái vật đắt tiền như vậy thì có nghĩa là các bạn sắp có nhiều tài lộc hơn. Hơn nữa, các cụ quan niệm là sinh dữ tử lành, đúng không ạ? Vì thế, sắp tới các bạn sẽ có được những cái điều may mắn, cuộc sống sẽ trải hoa hồng là điều dễ hiểu. Thứ 7 là mơ nhận được bao lì xì. Giấc mơ nhận được bao lì xì báo hiệu những tin vui trong công việc. Đây là kết quả của sự chăm chỉ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Báo hiệu chủ nhân sẽ nhận được cái sự đánh giá, công nhận từ cấp trên trực tiếp hoặc từ ban lãnh đạo cấp cao trong thời gian gần nhất. Thành quả mang lại cho bạn cái vị trí vững chắc, sự nghiệp thì vô cùng hanh thông. Nhưng đừng vì thế mà các bạn chủ quan. Nên tiến hành từng bước chắc chắn hơn là vội vàng và với cái lòng kiêu hãnh là mở đi cái lý trí. Thứ 8, mơ thấy rùa bò vào nhà. Quý vị thân mến, hình ảnh chú rùa được người xưa quan niệm là hình tượng của sự may mắn. Vì thế, tài lộc có thể ập đến bất cứ lúc nào không hay. Đặc biệt là những ai đang làm chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán thì sẽ hứa hẹn có những cái nguồn năng lượng cực khủng mà bạn chưa hề nghĩ tới. Công việc thì thuận lợi, cái sự nghiệp thì cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Còn nếu mà các bạn mơ thấy một cụ già cầm rùa bước vào nhà thì lại càng may mắn, vì đó là cái giấc mơ cho thấy bố mẹ, ông bà của các bạn sẽ sống trường thọ, gia đình sẽ thuận hòa và kinh tế thì ngày càng một phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.